Chào mừng tất cả các cậu đã quay trở lại với Waytoya Cartoon. Maleficent, ác nhân khét tiếng của Disney, dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 16 phút hơn trong bản hoạt hình năm 1959, bà ta đã để lại một tượng đài kiểu mẫu về ác nhân. Nhưng có phải Maleficent luôn là Maleficent hay không? Cùng một nhân vật, nhưng qua những phiên bản biến hóa khác nhau thì cũng có Maleficent Z và Maleficent Z. Vậy nên hôm nay, tập đầu tiên trong series từ nguyên tác đến live action sẽ mang lại cho các cậu cái nhìn toàn cảnh về nhân vật. Dù là nhân vật phản diện hay là chính diện thì họ cũng có những chiều sâu nhất định trong tính cách. Và nhớ cũng đừng bỏ lỡ đợt giảm giá sốc up to 30% kéo dài từ 16 tháng 4 đến 23 tháng 4 của Fanstore nha. Rất nhiều mẫu áo đẹp đang chờ các cậu. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu vào video thôi nào. Let's go! Nguồn gốc sâu xa của người đẹp ngủ trong rừng đến từ cuốn sách Chuyện về những câu chuyện của nhà thơ Ý Giambattista Bozzoli, ra đời trước cả truyện cổ tích Grimm hay truyện cổ Andersen. Cuốn sách trở thành một trong những kho báu văn học giả tưởng của thế giới. Nó tiền định hình ra các khái niệm về phép thuật, sinh vật thần tiên cho hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng ngày nay, đáng kể như là Trò chơi vương quyền. Quay lại vấn đề chính, bản gốc của Sleeping Beauty mang tên Mặt trời, mặt trăng và nàng Talia, xuất bản bằng tiếng Ý lần đầu năm 1634. Trong bản gốc, nàng công chúa say ngủ mang tên Talia, chứ không phải là Aurora mà chúng ta vẫn tưởng. Và Talia thực chất là đã có thai với nhà vua trong lúc ngủ, sau đó hạ sinh hai đứa trẻ mặt trời, mặt trăng. Đồng thời, cô công chúa này cũng vô tình bị đánh thức bởi một trong hai đứa con của mình, chứ không phải là nụ hôn tình yêu đích thực như các bản sau. Xuyên suốt diễn biến, Maleficent hóa ra chưa phải là phù thủy mà là một mụ hoàng hậu độc ác. Khi biết chồng có nhân tình, Maleficent hoạn thư đe dọa thiêu sống Talia Thúy Kiều. Bà ta nói với ông chồng thúc sinh rằng mình đã sai người tàn sát hai đứa trẻ vô tội rồi biến chúng thành món ăn trong mâm cơm của ông ta. Kết cục, Maleficent gốc trong bản chuyện này đương nhiên rất bi thảm. Bà ta bị chồng mình thiêu sống trong một ngọn lửa hừng hực. Câu chuyện vốn sinh ra bởi người lớn và cũng dành cho người lớn. Do đó các tình tiết đen tối nặng nề gây rùng mình như lạm dụng tình dục, máu me hay ăn thịt đồng loại không hề được giảm nhẹ giống như các bản sau. Ngoài hai đứa trẻ tội nghiệp đáng đồng cảm, thì câu chuyện bao hàm quá nhiều những chi tiết cổ súy, những giá trị không còn phù hợp với thời đại ngày nay. Cả Talia lẫn hoàng hậu đều đáng trách, nhưng so với Talia thì hoàng hậu lại đáng thương hơn rất nhiều. Tôi không bao biện cho bản chất xấu xa của bà ta. Khách quan thì bà ta đã bị chồng phản bội, bị Talia cướp đi hạnh phúc và dẫn đến sự ghen tuông quá đà. Mặc dù sự ghen tuông đó không hề sai trái, chỉ có điều là cách mà bà ta ghen là quá dã man và mất nhân tính, khó lòng dung thứ mà thôi. Hoàng hậu tuy đóng vai trò ác nhân, nhưng số phận của bà ta cũng quá bi thảm. Tự nhiên bị cắm cho cái sừng to tướng lên đầu, đi đánh ghen thì chết thảm muôn đời mang tiếng xấu. Tiếp theo là bản truyện tiếng Pháp năm 1697 của Charles Perrault, hình tượng Maleficent thậm chí chỉ gói gọn trong vài từ, bà tiên già hay là sinh vật già nua. Maleficent được mô tả đã lâu không có bất kỳ một liên kết nào với thế giới bên ngoài, đến nỗi người ta tưởng bà đã mục xương trong tòa tháp cổ. Việc bà tiên già xuất hiện ở lễ ban phước của công chúa mới sinh khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, kể cả nhà vua cũng vậy. Ông đã không còn đủ dao, đĩa, từ vàng và kim cương phục vụ cho việc thiết đãi bà tiên. Bị cho ra chuồng gà chơi, bà tiên già cảm thấy xúc phạm nặng nề, ngay lập tức miệng lẩm nhẩm lời nguyền rủa công chúa. Lý do bà tiên già nghe thì hơi ngớ ngẩn, song người xưa ít có bao giờ kể chuyện thiếu hàm ý. Hình tượng bà tiên già đại diện cho sự quyền năng. Vậy mà khi cả vương quốc được mời cho một sự kiện long trọng như vậy và không ai chú ý tới bà, nhà vua trước đó cũng chẳng có ý thức giữ lại cho bà một chỗ ngồi xứng đáng với vị thế. Đây hoàn toàn là một sự khiêu khích đến phẩm giá của bà ta. Đặc biệt, xã hội phong kiến thời xưa phân chia giai cấp khắc nghiệt, mỗi cử chỉ, hành động đều bị đem ra đánh giá. Và đặt vào bối cảnh lịch sử, khi mà các tiêu chuẩn trong tầng lớp quý tộc vô cùng khắt khe, thì chính động thái của nhà vua đã thể hiện sự thiếu tôn trọng nặng nề với bà tiên. Sự thật bản chuyện này lại xuất hiện thêm một ác nhân thứ hai là mẹ kế của hoàng tử, vốn là một con quái vật ăn thịt người. Bà ta có ý định giết và ăn tươi nuốt sống các con của hoàng tử và công chúa. Chi tiết này đã tăng thêm tính chất kinh dị cho nửa sau của câu chuyện, dẫn đến tình trạng khi số lượng ác nhân phản diện dần dần quy về một qua các thời đại, Maleficent buộc phải bao gồm tính cách lẫn bi kịch số phận của cả hai kiểu nhân vật trên. Công bằng mà nói, độ kinh dị của hai bản kể trên vượt xa bản truyện của anh em Grimm ghi lại. Trong quá khứ, do bất ngờ nhận được sự ủng hộ không mong đợi từ phía độc giả, anh em Grimm bắt buộc phải sửa lại nhiều chi tiết trong sách của mình so với những gì mà hai anh em thu thập được qua lời kể nguyên sơ. Maleficent của nguyên bản Little Briar Rose vẫn được làm tiên, nhưng là bà tiên đỡ đầu thứ 13 vì ganh ghét đố kỵ mà nguyền rủa công chúa Hoa Hồng, tức Aurora. Ngoài lúc xuất hiện ở đầu truyện, vai trò ác nhân của bà tiên này không có gì quá đặc sắc. Spotlight dường như dồn hết về chàng hoàng tử ở nửa sau truyện, chẳng cần phải tốn sức
cũng rước được người đẹp về dinh. À quên, về cơ bản là anh đã là hoàng tử rồi, hào quang nhân vật chính, cho nên cái kết lúc nào cũng là hạnh phúc mãi mãi về sau. Mãi cho đến năm 1953, khi Walt Disney quyết định dốc tiền túi, sản xuất Sleeping Beauty, Maleficent mới chính thức mang cái tên Maleficent lấy từ Latin Maleficentia, hàm nghĩa khao khát điều xấu xa. Đúng vậy, cái tên nói lên bản chất con người, Maleficent xấu từ nội tâm xấu ra. Bà ta không làm điều ác chỉ đơn giản vì tức giận hay ghen ăn tức ở gì với ai. Thâm tâm bà ta muốn như thế, bản chất bà ta lấy gieo rắc tai ương, đau khổ đến cho mọi người xung quanh trở thành một thú vui. Bên cạnh đó, cái ác trong con người Maleficent chân thật đến ghê rợn cũng nhờ quá trình xây dựng chi tiết của họa sĩ kỳ cựu Mark Davis, cha đẻ sáng tạo ra ác nhân Cruel Devil nức tiếng. Thổi hồn bởi chất giọng phi thường xuất sắc của nữ diễn viên Eleanor Olly, đồng chịu trách nhiệm lồng tiếng quý bà Tremaine, mẹ kế nàng lọ lem ở phần phim năm 1950. Maleficent giống như minh chứng điển hình cho câu ác cũng phải ác có phong cách. Cử chỉ của bà ta không thô lỗ mà ngược lại rất thanh lịch, tao nhã. Sự thảo mai nham hiểm này làm lạnh sống lưng tất cả những nhân vật tương tác với bà ta trong phim. Phân cảnh đầu tiên, vua Stephen đã hô rằng ông tức giận với Maleficent tới nỗi không còn coi bà ta là con người nữa rồi. Tính thảo mai của Maleficent lên ngôi nhất là khi bà ta nguyền rủa Aurora lẫn lúc bắt hoàng tử Philip hòng ngăn chặn lời nguyền bị phá vỡ. Thứ nhất, lời nguyền của Maleficent độc địa ở chỗ nó để cho Aurora một cái chết hạn định trước như một quả bom nổ chậm, bắt Aurora phải chạy deadline từ lúc chào đời. Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong con cái mình có một cuộc sống hạnh phúc. Vua Stephen và hoàng hậu Leia cũng thế. Song họ lại phải chứng kiến con mình chết yểu vào cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Hơn nữa, công chúa luôn là đứa con mà vua và hoàng hậu mong chờ mòn mỏi nhiều năm trời. Lời nguyền với họ tựa như một cơn ác mộng âm ỉ 16 năm. Ngày Aurora chết đi, nó lại biến tướng thành vết thương khó chữa lành cho tới cuối đời. Trong phim, lời nguyền cũng khiến Aurora, nạn nhân chủ yếu, phải sống xa vòng tay yêu thương của cha mẹ. May mắn, Aurora không biết đến sự tồn tại của lời nguyền từ nhỏ. Thử hỏi nếu một người biết trước được cái chết của mình thì có mấy ai còn vui vẻ mà hát hò với chim muông hay thú rừng. Thứ hai, thay vì tra tấn hay giết chết Philip, Maleficent lại mỉa mai và cho chàng xem viễn cảnh tương lai 100 năm sau. Chàng ngày ấy đã quá già cỗi để cứu nàng công chúa say ngủ. Lúc đó, dù tình yêu của Philip có đánh thức được Aurora thì cả hai cũng phải chia lìa âm dương cách biệt bởi thời gian và tuổi tác xa vời. Tình tiết đáng giá ngàn vàng này làm nên cái ác thương hiệu của Maleficent, ác nguyên chất đúng vị nhà làm. Bà ta hiểu rằng để giết chết một con người thì phải dập tắt mấy cái vớ vẩn gọi là hy vọng hay là tình yêu trong lòng hắn ta. Cách nói chuyện ung dung, từ tốn lại càng tạo sức sát thương, như thể bà ta đang nói về một lời lẽ dĩ nhiên, chứ không phải là ra vẻ ta đây là một người chiến thắng. Bà ta chú trọng lên giọng ở những điểm gây trầm cảm nhất của câu chuyện, ngụ ý thuyết phục chàng hoàng tử Philip rằng thôi chẳng còn gì mà mong chờ nữa đâu, ngoài việc chết già trong ngục tù này. Tiếc cho Maleficent, bà ta có lẽ đã suýt thành công nếu bộ phim không để tiêu đề Người đẹp ngủ trong rừng. Một chi tiết thú vị khác là mỗi lần xuất hiện, Maleficent đều khiến không khí xung quanh trở nên u ám ngột ngạt. Các màu chủ đạo được sử dụng cho Maleficent thường là các màu tạo cảm giác bất an như đỏ, tím, đặc biệt là một màu xanh mờ huyền bí, cùng một vài hiệu ứng sương sương như sét đánh, gây cảm giác cực mạnh. Quả đúng là cái danh Mistress of Evil, quý bà của tội lỗi, ác đến độ làm không gian và thời tiết cũng xấu theo luôn. Cuối cùng, thời điểm công chiếu phần 1, Maleficent, tiên hắc ám vào năm 2014, Disney lại một lần nữa tạo được con số khủng về mặt thương mại. Nhưng lần này Disney thành công tẩy trắng. Maleficent của Angelina Jolie đã hoàn toàn lật ngược lại hình tượng Maleficent 1959 Disney dày công tạo dựng. Từ một phù thủy độc đoán, quyền năng, bỗng biến thành bánh bèo xỉu ngang xỉu dọc vì tình yêu, nhưng cũng không hề gây quá nhiều phản cảm cho khán giả. Bí quyết làm phim được biên kịch tài ba Linda Wolverton tiết lộ trong một buổi phỏng vấn. Tôi có nhiệm vụ phải cân bằng giữa cả hai người, Angelina Jolie lẫn Maleficent. Thực sự đây là một thách thức lớn đối với tôi lúc đó. Vậy nên, tôi quan sát kỹ nhân vật Maleficent vốn được khắc họa rất tuyệt vời trong bản hoạt hình và tự hỏi bản thân, con người của bà ta như thế nào, nguyên do nào khiến bà ta buông một lời nguyền tới một đứa trẻ vừa chào đời như thế. Điều đó thật sự độc ác đúng chứ, còn tôi thì phải hợp lý hóa nó. Sau cùng, Linda chọn gửi gắm mấu chốt gỡ rối vào chi tiết đôi cánh bị đánh cắp và tình yêu khờ dại. Khi tình yêu của Maleficent đang ở thời kỳ nồng cháy nhất, tưởng như cuộc sống trọn vẹn, rốt cục cô gái trẻ lại bị chính người yêu mình đâm sau lưng, chặt đi đôi cánh. Đôi cánh ấy không chỉ chứa sức mạnh của Maleficent mà còn là tượng trưng cho lòng kiêu hãnh, sự tự do khỏi phàm trần tục tĩu, phẩm giá cùng toàn bộ sức sống của Maleficent. Đau đớn hơn cả, thằng người yêu cũ bội bạc lại cắm sừng chị đẹp vì giàu sang phù phiếm và những giá trị tầm thường. Chính buổi lễ chúc phúc xa hoa, linh đình ngày Aurora ra đời mang tính chất phúng dụ cho toàn bộ thứ vừa nêu. Việc Aurora phải chịu lời nguyền
cũng trở nên hợp lý. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Bản thân Aurora đã đại diện cho sự phản bội của người cha với Maleficent, người mà sau này cô luôn miệng gọi là mẹ tiên đỡ đầu. Những phân cảnh Maleficent chăm sóc cho Aurora phía sau thể hiện rằng dù đã hắc hóa, bản chất Maleficent vẫn là một người tốt và biết yêu thương, chứ không hề xấu xa như lời đồn. Phần phim đầu tiên gây khá nhiều tranh cãi trong giới phê bình lấy lý do hướng đi của phim phiến diện một chiều. Tuy nhiên, bằng và diễn xuất tẩy mạnh, hơn cả NACLO, nước da ven của mình, Angelina Jolie xuất sắc kiến tạo một Maleficent mới mang chất riêng, gần như phá tan đi bóng dáng con mụ Maleficent ác ôn trước kia. Nhắc đến Maleficent ngày nay, đã là hình ảnh mụ phù thủy Maleficent đẹp mặn mà hơn cả công chúa, thế vào chỗ mụ phù thủy ác ôn ngày xưa. Để các cậu thấy không, tẩy trắng không bao giờ biến mất, nó chỉ đến muộn mà thôi. Dẫu vậy, đây cũng chính là điểm yếu của live action. Trong khi chị đẹp Maleficent được nâng đỡ nhiệt tình, thì các nhân vật khác bị dìm đến thảm thương, từ vua Stephen, hoàng tử Philip cho tới bản thân công chúa Aurora. Aurora vốn là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, nhưng lại run rủi làm con ghẻ của đạo diễn và biên kịch. Màn hoạt hình năm 1959, do cốt truyện và thời lượng xuất hiện, nên Aurora luôn bị dân tình nhận xét như một bánh bèo vô dụng. Lúc nào cô cũng dựa hơi của ba bà tiên, ăn không ngồi rồi chờ hoàng tử đến cứu, bị đem đi làm điển hình cho nhân vật yếu đuối và lệ thuộc. Đến bản live action, số phận của cô công chúa này cũng chẳng khá khẩm hơn. Cuộc gặp gỡ trong vánh giữa Aurora và Philip bị nhồi nhét nhưng cũng chẳng gây ra sức ảnh hưởng gì đến cốt truyện phần 1. Đến phần 2, cách xây dựng Aurora càng khiến khán giả ức chế hơn với cô. Lòng tin ngờ nghệch dẫu đã được Maleficent nhiệt liệt cảnh báo của Aurora khiến cốt truyện trở nên phức tạp không cần thiết. Thậm chí, chồng cô là hoàng tử Philip còn chiếm cảm tình hơn bởi độ trung tình và Malem của chàng. Đúng là một nhân vật chính tội nghiệp. Vậy là chúng ta vừa có cái nhìn toàn diện về Maleficent, ác nhân bậc nhất mọi thời đại của Disney. Các cậu nghĩ sao về nhân vật này? Hãy phản hồi cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới nha. Chúc các cậu một buổi tối tốt lành. We're out.